Xin chào tất cả các bạn Hôm nay thì mình sẽ làm video để sửa chữa một cái in vector hỗn hợp Đây là cái mặt thông số của nó đây Thì cái in vector này gọi là in vector changer Tức là nó có khả năng là sạc cho quy Với hệ sạc MPPT Và kích điện độc lập này Kích điện bù lưới này Nó kết hợp 3 chức năng lại với nhau Kích điện độc lập kích điện bù lưới và sạc cho ắc quy từ uh, nguồn điện từ uh, tấm pin năng lượng mặt trời nha các bạn. Đấy. Thì uh, cái tình trạng của cái inverter này thì nó bị cái tình trạng như sau. Sau đây thì mình sẽ cấp nguồn điện và mình sẽ cho các bạn xem cái tình trạng uh, hư hỏng của nó nhá. Rồi, sau khi mình cấp nguồn điện xong thì các bạn có thể nhìn thấy các bóng đèn cảnh báo ở đây được nháy loạn xạ lên. Đó. Không có tác dụng gì cả. Sau đây mình sẽ tháo cái mặt nắp hộp này ra. Đây là những cái linh kiện chi tiết bên trong của chiếc inverter hỗn hợp này. Đó. Mình sẽ chỉ cho các bạn đây là cái tầng mạch sạc của nó. Mạch sạc MPPT. Đây là mạch sạc này. Còn cái phía bên này. Đó chính là mạch nọc của nguồn điện đầu vào. Tức là nguồn điện 220V. Đây. Cái uh, inverter này nó sẽ có nguồn điện đầu vào và đầu ra. Phía mặt phía sau này thì là cái mạch công suất ở tầng bên dưới mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem cái mạch công suất của nó thì các bạn có thể quan sát thấy ở những cái tấm nhôm tản nhiệt cỡ lớn ấy đó là những cái mạch công suất của nó đây là các khối vi xử lý của nó đây hay gọi là khối điều khiển trung tâm của nó thì cái khối điều khiển trung tâm này thì sẽ bao gồm rất là nhiều IC điều khiển mình quan sát thấy ở đây có một con IC điều khiển này thì nó bị cái tình trạng là bị han rỉ và bị xùi ở đây các bạn ạ. Đó, các bạn thấy không? Mình sẽ qua quay video kỹ một chút và mình sẽ chỉ cho các bạn. Con IC này là con IC so sánh điện áp thì hiện tại thì mình cũng không, không hiểu nguyên nhân của nó là bị làm sao. Nhưng mà nó bị cái tình trạng han rỉ như thế này và bị uh, ăn mòn, oxy hóa đó các bạn. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái phương pháp là mình sẽ vệ sinh nó bằng một cái dung dịch rửa mạch. Sau đó mình sẽ sử dụng cái cây cọ bằng nhựa này và mình sẽ đánh sạch cái vết han rỉ này. Sau khi vệ sinh xong thì mình đưa ra quyết định là mình sẽ thay con IC so sánh điện áp này bằng một con IC mới. Ở đây thì mình đã thay thế xong rồi đây các bạn Tại vì con kia nó bị mục chân quá nhiều các bạn ạ Nên mình phải thay thế một con IC mới Cho nó Rồi sau khi mình đã thay một con IC mới cho nó xong Thì mình sẽ cấp nguồn điện từ ắc quy Nguồn điện ở đây nó sẽ sử dụng nguồn điện 24V Và mình sẽ cấp nguồn điện 24V vào cho nó Và sau đó mình sẽ cắm cái mặt hiển thị đồng hồ này vào đây và test thử cho các bạn xem nhé Mình sẽ cấp nguồn điện và mình test thử Cấp nguồn điện thì sẽ cấp nguồn điện vào khu vực Aqui nha các bạn Lát nữa mình sẽ chỉ chi tiết cho các bạn hơn Bây giờ mình sẽ thử cấp nguồn cho các bạn xem nhé Rồi bây giờ mình sẽ cấp nguồn nha các bạn Rồi sau khi mình cấp nguồn xong thì màn hình đã hiển thị uh, thông số điện áp ở cái cục ắc uh, quy của mình là 26V. Đó. Như vậy là nó đã được uh, khắc phục được cái tình trạng là hết cái hiện tượng là nhảy uh, lung tung và loạn xạ nha các bạn. Đó. Do một con IC nó bị uh, ăn mòn và nó bị oxy hóa. Con IC đó là con IC so sánh điện áp thì nó bị ăn mòn và oxy hóa thì nó bị nhảy lung tung như vậy ở đây hiện tại mình đang test thử cho các bạn ở chế độ chờ nhé sau đây thì mình sẽ nắp cái vỏ của nó vào và mình sẽ kích hoạt chế độ đẩy điện đầu ra 220V của nó ở đây nó sẽ có hai cái chế độ để chuyển nhờ cái công tắc này đây mình sẽ chỉ cho các bạn thấy cái công tắc của nó ở đây đây là cái công tắc chuyển chế độ để kích hoạt từ chế độ chờ sang chế độ kích hoạt đẩy điện 220V thì đẩy điện 220V mình sẽ bật công tắc này và nó sẽ đẩy điện ra cái chỗ AC output này, nè, nó sẽ ra nguồn điện 220V nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bật công tắc nhé. Rồi sau khi mình bật công tắc xong thì các bạn có thể nghe thấy tiếng quạt quay và tiếng còi khởi động ở đây. Và ở trên màn hình ở đây các bạn có thể quan sát thấy nó có một cái biểu tượng ở góc này có biểu tượng bóng đèn này này các bạn này và nó sẽ có một cái thông số biểu tượng output nó sẽ xuất nguồn điện là 228 V ở đây. Tức là nó sẽ kích nguồn điện từ 24 V lên 228 V ở điện đầu ra của nguồn điện AC để cho chúng ta sử dụng cho các thiết bị tải. Đó các bạn. Như vậy là đã hoạt động bình thường nha các bạn. Nó chỉ cần xuất hiện cái biểu tượng như thế này là đã có thể hoạt động được rồi. Cái này mình chỉ kích từ nguồn điện 24V lên thôi nha các bạn Tức là mình sẽ kích từ quy lên Thì nó đã hoạt động suốt nguồn điện 228V như thế này rồi Rất là ok nha các bạn Đó Thì cái kích này thì nó bị cái tình trạng là Đầu tiên là bị nhảy loạn xạ này Nó bị nhảy loạn xạ ở cái chế độ chờ nha các bạn Chứ chưa vào chế độ kích hoạt đâu các bạn ạ sau khi mình sửa xong thì nó đã hoặc ổn định trở lại ở chế độ chờ và mình đã chuyển sang chế độ kích hoạt nguồn điện đầu ra thì nó đã hoạt động rất là ok rồi thì cái kích này thì mình muốn chia sẻ thì các bạn là cái pan bệnh này bạn nào mà đã từng bị thì có thể tự sửa được tại nhà mình hy vọng cái video này sẽ hữu ích cho bạn trong cuộc sống các bạn khi đã gặp khó khăn Mọi chi tiết thì các bạn có thể liên hệ với mình qua đường link trong phần mô tả trong video nhé. Rồi, các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.